Hello, xin chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Lan Rừng Hàng Độc Serap Bắc Tây Nguyên. Ngày hôm nay thì ngay tại cái vườn lan đột biến của em thì hiện tại em xin chia sẻ đến cho mọi người một cái lô dược phẩm. Nói chung số lượng cũng cực là ít, chỉ có chưa được 2 kg. Đây, trước mặt mọi người đây là một cái lô nấm lim xanh rừng con tum. Thì hiện tại cái này là đã được phơi sấy khô rồi nha mọi người. Chân đang còn bám đất này. Đây, những cái nấm lim xanh trong rừng tự nhiên mọc lên từ đất, từ những cái rễ cây ở trong rừng. Đó. Nấm lim xanh thì là một cái loại dược liệu rất là quý, rất là nổi tiếng rồi. Nói cái này không cần phải chứng minh nữa. Này mọi người lên Google chỉ cần gõ là nấm lim xanh, tác dụng của nấm lim xanh là nó sẽ ra. Đặc biệt nấm lim xanh là được rất là nhiều người tìm, tại vì nó trong cái dược tính của nó là nó có cái tác dụng là hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nói chung nó bồi bổ sức khỏe, nó ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, nên là cũng rất là nhiều người tìm mua. Lâu lâu thì mới có một cái lô nấm lim xanh đẹp như thế này. Nói chung thì có cây to, nói chung là có cây to, có tai to, có tai nhỏ, chứ không phải là có tai nhỏ nha mọi người, chứ không phải là to hết, không phải là đẹp hết, thì có cái xấu, có cái đẹp bù qua bù lại. Nhưng mà cái lô nấm này về tổng thể là một cái lô nấm rất là đẹp, rất là đẹp nha mọi người. Đó, có cây dài, có cây ngắn này, hàng rừng. Hái được cái cây nấm này thì cũng không phải là dễ mọi người. Nó chỉ mọc ở trong các cái rừng nguyên sinh thôi, chứ còn đồi núi trong các cái nương rẫy cũ nó không có này, đất trống không có này, nó chỉ mọc ở dưới rừng già thôi. Để đi hái được nó thì cũng phải rất là vất vả này, ở trong rừng già. Thứ hai là hái được rồi về phơi khô là nó rất là nhẹ ký mọi người. Một cái rổ như thế này đó, một cái rổ đây. Đó, đây là cái rổ lớn nha mọi người, chứ không phải là cái rổ nhỏ đâu. Một cái rổ như là cái tay mình như thế này nè. Mà cũng chỉ khoảng 1 kg á mọi người, 1 kg khô á. 1 kg khô mấy chục cái tay nấm. Mấy chục cái tay nấm, có khi hàng trăm cái tay nấm, cả to cả nhỏ. Chỉ có con ký. Và dùng cái này rất là được rất là lợi rất là nhiều mọi người. Cái này thì chúng ta về chúng ta sẽ lấy một cái tay này, đó. Chúng ta sắc ra. Rồi chúng ta trước khi sắc chúng ta rửa sạch, xong rồi chúng ta sắc. Và chúng ta có thể đun nước hoặc là chúng ta có thể hãm trà. Sau khi nó ra cái nước thì chúng ta uống cái nước đấy. Là một ngày chúng ta uống buổi sáng hoặc là buổi tối. Thì đối với những người nào mà không điều trị tế bào ung thư thì chúng ta có thể dùng để dự phòng. Nó ức chế, nó khắc tinh của tế bào ung thư. Ngoài ra thì bồi bổ cơ thể, tạo sức đề kháng. Đặc biệt là những người nào mà bị viêm gan, huyết áp thì cái nấm lim xanh này thì không nên bỏ qua. Hiện tại thì thấy vậy thôi chứ bên em được có đúng gần 2 kg thôi mọi người. Cái này được ký, với lại cái này em chưa bay ra. Đó. Được gần ký nữa là 2 kg, đúng 2 kg. Đúng 2 kg chứ không có nhiều đâu. Có nhiều thì cũng mang ra bán cho mọi người chứ không có luôn á. Anh em nào mua 1 kg hoặc là mua 2 kg hoặc là mua nửa ký thì bên em vẫn hỗ trợ. Nửa ký thì khoảng nửa rổ này, còn rổ nó khoảng 1 kg nữa mọi người. Đó. Thì bên em sẽ hỗ trợ ship tất cả mọi nơi trên toàn quốc. Nói chung là cái này lâu lâu mới gặp, mọi người đừng có bỏ qua. Và nhiều khi muốn kiếm cũng không có nha mọi người. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Nếu mà mọi người thấy có nhu cầu thực sự cần thì chúng ta có thể liên hệ số điện thoại em ở trên tiêu đề. Mọi người lưu ý là cái này ngoài hãm trà nấu nước thì có thể ngâm rượu được mọi người. Đó. Một số bác mà thích thì có thể ngâm rượu. Cái này nó có cái vị đắng, cái nấm này nó có cái vị đắng nhẵn nhẵn nha mọi người. Cho nên là chúng ta dùng thì tùy cái khả năng. Uống đậm thì nó đắng, uống nhạt, uống nhẹ thì nó nhạt, nhạt hơn tí. Nhưng mà người ta nói là thuốc đắng giả tật, cho nên là cái cây nấm lim xanh này nó vậy đó. Không phải dễ kiếm đâu nha mọi người. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Mọi người khi mua thì nhớ liên hệ số điện thoại em trên tiêu đề nha. Rồi, xin chào tất cả.